Thầy Phương VV xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem sự tiện lợi của nhà băng ở Mỹ này khi mà coronavirus xảy ra nha. Thì mình khi mình đi nhà băng bây giờ, hiện tại giờ nó không có mở cửa cho mình vô trong, mà nó sẽ cho để đi bên ngoài, không có cần phải vô bên trong. Và đây là một trong những tiện lợi để phòng chống coronavirus. Thì bữa hôm mình đi một lần, mình nghĩ là nó sẽ mở cửa, nhưng mà khi tới nơi thì mới là biết là nó chỉ cho đi ở bên ngoài thôi. Thì khi mình qua Mỹ này, mình rất là thích cái này, nó rất là tiện lợi, mình không cần phải vô trong. Mà ở đây không phải là nhà băng không, mà có những cái chỗ bán thuốc như là Walgreens hay là ở trong Kroger, mình muốn lấy thuốc thì mình nó cũng có như vậy. Hiện tại bây giờ ở Mỹ này cũng rất là căng về cái tình hình mà bạo động, nên ha, bây giờ làm cái gì cũng vậy, cũng phải ha làm cho sớm, không nên làm trễ. Ngày hôm qua mình thấy trên Facebook của một người bạn mình đi ở trên Cincinnati, và bạn mình có khuyên là nếu mà không có chuyện gì thì không nên đi ra ngoài. Bởi vì hiện tại bây giờ là tình hình ở Mỹ này cũng rất là căng, vấn đề bạo động rất là nhiều tiệm nail, và không những riêng tiệm nail mà tất cả những cái khu business khác thì cũng bị đập kiến. Hôm nay là trên tiệm của chỗ bà xã mình làm cũng lên dọn đồ hết, không có dám để trong đó nhiều, tại vì nghe tin tức nói là ngày mai là sẽ có bạo động ở gần khu vực đó. Đây là nhà băng US Bank, mình đang xài nhà băng này. Đây là cái nơi để mà mình tiếp xúc với lại nhân viên ở bên trong. Đây nó sẽ có một cây cột. Và cái cột này nó sẽ có cái hộp để mà bỏ đồ vô để mình vào. Rất là tiện lợi. Tay đừng có dịnh gì hết nha, để xem đi.